Anant punyamai anant gunamai buddhake nirvanandattu dharmandattu buddhidattu Shishaparajagye pratikshan Riddhayamenjagye pratikshan Angayangajagye pratikshan Anantapanyamai Anantagunamai Dharma ke nirvanandattu jnanandattu buddhidattu Shishaparajagye pratikshane Hridayamenjagye pratikshane Angayangajagye pratikshane Ananda punyamai, ananda gunamai, sangha ke nirvanandattu dharmandattu buddhidattu, shishaparajagye pratikshane, hridayamenjagye pratikshane, Anga, pratikshane. To calm down the mind, practice anapana for a few minutes, anapana for a few minutes. Để tâm được lắng xuống, quý vị hãy thực hành anapana trong vài phút. Thực hành anapana trong vài phút. Observe the incoming breath as incoming breath, the outgoing breath as outgoing breath. Hãy quan sát hơi thở đang đi vào đúng như hơi thở đang đi vào. Hơi thở đi ra đúng như hơi thở đang đi ra. Remain very alert, very attentive, very vigilant, constantly aware of the incoming breath, the outgoing breath. As
as it comes in naturally. As it goes out naturally. Luôn luôn rất tỉnh táo, rất chăm chú, rất cảnh giác. Không ngừng ý thức về hơi thở đi vào, không ngừng ý thức về hơi thở đi ra. Khi nó đi vào một cách tự nhiên, khi nó đi ra một cách tự nhiên. Remain aware of the entire length of the incoming breath, the entire length of the outgoing breath, from the beginning to the end. The breath has started coming in and you're aware. It has started coming in, coming in, coming in. Coming in. It has stopped coming in. Started moving out. Moving out. Moving out. It has stopped moving out. Again started coming in. Like this, the entire length of the incoming breath, the entire length of the outgoing breath, remain fully aware, constantly aware. Always keeping the attention on the limited area, the area at the entrance of the nostrils, below the nostrils. Hãy duy trì ý thức về toàn bộ chiều dài của hơi thở vào, toàn bộ chiều dài của hơi thở ra, từ khi nó bắt đầu cho tới khi nó kết thúc. Hơi thở vừa bắt đầu đi vào và quý vị ý thức được nó đã bắt đầu đi vào, đi vào, đi vào. Rồi nó đã ngừng đi vào. Nó bắt đầu đi ra, đi ra, đi ra. Rồi nó ngừng đi ra. Rồi nó lại bắt đầu đi vào. Cứ như vậy, ý thức toàn diện, ý thức không ngừng về toàn bộ chiều dài của hơi thở đi vào, toàn bộ chiều dài của hơi thở đi ra. Luôn luôn giữ sự chú ý ở khu vực giới hạn này, khu vực cửa mũi, khu vực phía dưới mũi. Being old students, it is not necessary for you to try to feel the touch of the breath. Or be aware of the breath passing through left nostril or right nostril.
If you are aware of these effortlessly, it doesn't matter. Otherwise, it is enough if you feel the breath coming in, the breath going out. Just the awareness of the breath coming in, breath going out is sufficient. Là thiền sinh cũ, quý vị không nhất thiết phải cố gắng cảm nhận cái chạm của hơi thở hay ý thức về hơi thở đi qua ống mũi bên trái hay bên phải. Nếu quý vị nhận biết những điều này một cách tự nhiên thì cũng không sao. Còn nếu không, quý vị chỉ cần cảm nhận hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Chỉ cần ý thức được hơi thở đi vào và hơi thở đi ra là đủ rồi. Now start practicing Vipassana. Start from the top of the head and keep moving down, down to the tips of the toes. And then from tips of the toes to the top of the head. Keep on moving in both directions. And see that you pass your attention through each and every part of the body, feeling different sensations on the way and maintaining perfect equanimity with understanding of the law of impermanence, anicca. Anicca, anicca, anicca bodha bana rahe. Bây giờ hãy bắt đầu thực hành Vipassana, bắt đầu từ đỉnh đầu và tiếp tục di chuyển xuống, tiếp tục di chuyển xuống, xuống đến các đầu ngón chân, rồi sau đó di chuyển từ các đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu. Tiếp tục di chuyển theo cả hai chiều như vậy. Và quý vị cần đưa sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể, cảm nhận các cảm giác khác nhau trên lộ trình. Và giữ tâm hoàn toàn bình thản, hoàn toàn buông xả với sự hiểu biết về luật vô thường. Anicca, anicca, anicca. Pass your attention through each and every part of the body. Each and every part of the body. Hãy đưa sự chú ý qua từng phần và mọi phần của cơ thể. Từng phần và mọi phần của cơ thể. Shh.
See that you don't neglect any little part of the body. Every round, pass your attention through each and every part of the body. Quý vị cần lưu ý không bỏ qua bất cứ phần nhỏ nào trên cơ thể. Trong mỗi lượt di chuyển, hãy đưa sự chú ý của quý vị qua từng phần và mọi phần của cơ thể. Observe each and every sensation that you experience as you move from head to feet and feet to head. Don't have preference for any particular sensation, nor have prejudice against any particular sensation. Don't give any valuation to the sensations, otherwise there is a danger of your generating sankharas of craving or aversion. You have to come out of this mad habit pattern. No more craving, no more aversion. Whatever the sensation may be, understanding fully well that every sensation, whatever it may be, has the same characteristic of arising, passing away, arising, passing away, anicca, anicca, anicca. Quan sát từng cảm giác và mọi cảm giác mà quý vị kinh nghiệm được trong khi di chuyển từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu. Đừng phát sinh sự ưa thích đối với bất kỳ loại cảm giác nào và cũng đừng có thành kiến đối với bất kỳ loại cảm giác nào. Đừng đưa ra bất kỳ sự đánh giá nào đối với các cảm giác. Nếu không, có nguy cơ là quý vị sẽ tạo ra các sankhara thèm muốn hoặc ghét bỏ. Quý vị phải thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen điên rồ này. Không tạo thêm thèm muốn, không tạo thêm ghét bỏ, cho dù cảm giác là gì đi chăng nữa. Hãy hiểu thấu đáo rằng mọi cảm giác, cho dù là cảm giác gì, đều có cùng đặc tính sinh, diệt, anicca, anicca, anicca.
Anicca. Anicca. Anicca. The entire physical structure, the entire mental structure and all the resultant Vedanas, sensations because of the contact of the two. The sensations that arise because of the contact of mind and matter, all these are impermanent, impermanent, ephemeral, ephemeral, arising, passing away, arising, passing away. Keep on understanding this reality at the experiential level. Keep on strengthening your punya. Keep on strengthening your wisdom of the law of impermanence. Keep on strengthening your equanimity, equanimity, equanimity. No more craving, no more aversion. Toàn bộ cơ cấu thân thể, toàn bộ cơ cấu tinh thần và tất cả các Vedana được tạo ra bởi sự tương tác giữa hai cơ cấu này. Các cảm giác nảy sinh là do sự tương tác giữa thân và tâm. Tất cả đều vô thường, phù du, sinh ra, diệt đi. Hãy tiếp tục hiểu thực tại này ở mức độ kinh nghiệm. Quý vị tiếp tục nỗ lực củng cố Panya của mình, tiếp tục củng cố trí tuệ về luật vô thường, tiếp tục củng cố tâm cân bằng, bình thản, buông xả, không tạo thêm thèm muốn nữa, không tạo thêm ghét bỏ nữa.
Quite possible at times you may feel very solidified, intensified, gross sensations, very unpleasant sensations throughout the body, or maybe on certain parts of the body. When you come across such unpleasant sensations, see that you don't react with aversion. Don't react with aversion. Otherwise, you are missing the path of vipassana. You are strengthening your old habit pattern of aversion, aversion, aversion. You have to come out of it. Strengthen your equanimity. With every unpleasant sensation, strengthen your equanimity. Understanding fully well, this unpleasant sensation is not eternal, not going to last forever. This also has got the same characteristic, the characteristic of arising, passing away. It arises, seems to stay for some time, but sooner or later bound to pass away. Bound to pass away. Rất có thể đôi lúc quý vị chỉ cảm thấy những cảm giác chắc đặc, căng thẳng, thô thiển khắp cơ thể, những cảm giác rất khó chịu trên toàn thân hoặc có thể trên một số phần cơ thể. Khi gặp những cảm giác khó chịu như vậy, quý vị đừng phản ứng bằng sự ghét bỏ, đừng phản ứng bằng sự không ưa thích. Nếu không, quý vị đang đi chệch khỏi con đường Vipassana. Quý vị đang củng cố khuôn mẫu thói quen cũ, thói quen phát sinh lòng ghét bỏ, không ưa thích. Quý vị cần phải thoát ra khỏi khuôn mẫu này. Hãy củng cố tâm quân bình của quý vị. Khi đối diện với mỗi cảm giác khó chịu, hãy củng cố tâm quân bình, buông xả. Thấu hiểu rằng cảm giác khó chịu này không phải là vĩnh viễn. Nó không tồn tại mãi mãi được. Cảm giác khó chịu ấy cũng có chung đặc tính sinh, diệt. Nó sinh ra, dường như tồn tại được một lúc, và rồi sớm hay muộn nó sẽ phải diệt đi, sẽ phải diệt đi.
quite possible at times you may feel very subtle vibrations, pleasant vibrations, a free flow of very pleasant vibrations throughout the body or only on certain parts of the body. Whenever you come across such experience, see that you don't start generating craving or clinging towards it. Otherwise, you will miss the practice of vipassana. You are strengthening your old habit pattern of craving, clinging, craving, clinging. You are not coming out of your misery. Therefore, maintain equanimity, perfect equanimity, free from craving, free from aversion. Rất có thể đôi lúc quý vị cảm thấy những rung động rất vi tế, những rung động rất dễ chịu. Một luồng thông suốt với những rung động dễ chịu trên toàn thân hoặc trên một số phần của cơ thể. Bất cứ khi nào quý vị trải qua kinh nghiệm này, cần lưu ý là quý vị không tạo ra sự thèm muốn hay bám víu đối với chúng. Nếu không, quý vị sẽ đi chệch khỏi con đường Vipassana. Khi đó, quý vị sẽ củng cố thêm khuôn mẫu thói quen thèm muốn, bám víu. Quý vị sẽ không thoát khỏi khổ đau của mình. Vì vậy, hãy duy trì một tâm hoàn toàn bình thản, hoàn toàn buông xả, không thèm muốn, không ghét bỏ. Understand, we are practicing vipassana to break the habit pattern of generating craving, and the habit pattern of generating aversion. The purpose of the practice of vipassana is to come out of the old habit pattern. Come out of the old habit pattern of craving, aversion. Keep on understanding why we are practicing vipassana. Don't miss the aim of your practicing vipassana. Hãy hiểu rằng chúng ta đang thực hành Vipassana là để thoát ra khỏi khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm thèm muốn và khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ. Mục đích
của phương pháp thiền Vipassana là để thoát khỏi khuôn mẫu thói quen xưa cũ. Khuôn mẫu thói quen tạo ra sự thèm muốn, ghét bỏ, thèm muốn, ghét bỏ. Luôn hiểu rõ vì sao chúng ta thực hành Vipassana. Đừng quên đi mục đích của việc thực hành phương pháp thiền này. It is necessary to experience unpleasant sensations to break your habit pattern of generating aversion. Only when you experience unpleasant sensation, you get a wonderful opportunity to break your habit pattern of generating aversion. When you remain ignorant, with every unpleasant sensation, you keep on strengthening your habit pattern of generating aversion. You keep on strengthening your bondage, you keep on strengthening your misery. Remain in wisdom. Always remain in wisdom. Make use of this unpleasant sensation to liberate yourself from the bondage of aversion, hatred, Việc kinh nghiệm các cảm giác khó chịu là điều cần thiết để phá vỡ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ. Chỉ khi nào quý vị kinh nghiệm được các cảm giác khó chịu thì quý vị mới có được một cơ hội tuyệt vời để phá vỡ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ. Khi quý vị còn vô minh với cảm giác khó chịu, quý vị vẫn tiếp tục củng cố khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm ghét bỏ của mình. Quý vị vẫn tiếp tục tăng cường thêm sự ràng buộc cho mình, gia tăng thêm khổ đau cho mình. Hãy luôn sống trong trí tuệ. Tận dụng cảm giác khó chịu này làm công cụ để giải thoát mình khỏi sự ràng buộc của tâm không ưa thích, ghét bỏ, Every unpleasant sensation is always welcome. It is only when you experience unpleasant sensation that you find a way to come out of the bondage of aversion. Good that you are experiencing unpleasant sensation. Make use of this unpleasant sensation as a tool to break your habit pattern of generating aversion, hatred,
aversion, hatred. If you don't experience unpleasant sensation, how can you fight your old habit pattern of aversion? Welcome, welcome. Every unpleasant sensation is welcome, welcome. Mọi cảm giác khó chịu đều luôn được chào đón. Chỉ khi nào quý vị kinh nghiệm được các cảm giác khó chịu, thì quý vị mới tìm được cách để thoát khỏi những ràng buộc của sự ghét bỏ. Thật tốt khi giờ đây quý vị đang kinh nghiệm được một cảm giác khó chịu. Hãy sử dụng cảm giác khó chịu này như một công cụ để phá bỏ khuôn mẫu thói quen tạo ra tâm không ưa thích, tâm ghét bỏ của mình. Nếu quý vị không kinh nghiệm được một cảm giác khó chịu, thì làm sao quý vị có thể chiến đấu được với khuôn mẫu thói quen ghét bỏ của mình? Hãy chào đón nó. Mọi cảm giác khó chịu đều được chào đón, được chào đón. You start hating the unpleasant sensations and start craving for the pleasant ones, you are far away from your liberation, far away. This was the old habit pattern, always hating the unpleasant, always craving and clinging to the pleasant. This habit pattern you have to break. So every time you experience an unpleasant sensation, make use of it to break the habit of aversion. Every time you experience a pleasant sensation, make use of it to break your habit pattern of craving, clinging. Nếu quý vị bắt đầu chán ghét những cảm giác khó chịu và bắt đầu thèm muốn những cảm giác dễ chịu, quý vị đang xa rời, rất xa rời sự giải thoát của mình. Đây là khuôn mẫu thói quen cũ, luôn ghét bỏ cảm giác khó chịu, luôn thèm muốn và bám víu vào cảm giác dễ chịu. Khuôn mẫu thói quen này chính là điều quý vị cần phá bỏ. Do vậy, mỗi khi quý vị kinh nghiệm được một cảm giác khó chịu, hãy tận dụng nó để phá vỡ khuôn mẫu thói quen thèm muốn, ghét bỏ của quý vị. Keep on understanding why we are practicing vipassana. Keep on understanding how we are to practice vipassana. And keep on practicing vipassana properly. Understanding it properly. Practicing it properly. And you will certainly come out of your bondage.
you will certainly come out of your bondage. Luôn hiểu vì sao chúng ta đang thực hành Vipassana. Hãy luôn hiểu rõ chúng ta phải thực hành Vipassana như thế nào. Tiếp tục thực hành Vipassana một cách đúng đắn. Hiểu đúng về phương pháp này và thực hành nó một cách đúng đắn. Và quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc. Quý vị chắc chắn sẽ được giải thoát khỏi những ràng buộc của mình. Keep working intelligently, patiently, persistently, ardently, ardently. Hãy tiếp tục luyện tập một cách thông minh, kiên nhẫn, bền bỉ và nhiệt thành. Sơ vơ tư sơ vơ
सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। थोड़ी देर मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। रिलैक्स योर सेल्फ टू प्रैक्टिस मेत्ता भावना फॉर ए फ्यू मिनट्स। प्रैक्टिस मेत्ता भावना फॉर ए फ्यू मिनट्स। हãy thư giãn để thực hành thiền metta bhavana trong vài phút. Hãy thực hành thiền Metta Bhavana trong vài phút. मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी कहूँ इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को शांति में भाग सभी का इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी को सबको मंगल सबको मंगल सबको liberated. Nguyện cho tất cả các chúng sinh san sẻ công đức của tôi, san sẻ sự an vui của tôi, sự hòa hợp của tôi, san sẻ dhamma của tôi. Nguyện cho tất cả các chúng sinh được hạnh phúc,
được an vui, được giải thoát, được giải thoát, được giải thoát. Mangala labhi hai re.
Dhammase tase shuddha dharmake ganga pravahitare sakala vishvake sare prani mangalalabhi haire sabhika mangale sabhika mangale sabhika mangale haire jana jana mangale jana jana mangale jana jana sukhiya haire jana jana sukhiya haire jana jana sukhiya haire bhavatu sarva mangalam bhavatu sarva mangalam bhavatu sarva mangalam. Sukhi ho, sukhi ho, sukhi ho.